Xuân, Xuân. Dạ, gần giảng hát thì em được tin cậu hẹn em ra nơi này, chắc có gì quan trọng lắm phải không cậu? Không phải chuyện quan trọng, mà do y muốn gặp cô trước giờ ly biệt. Cậu nhắc tới chuyện ly biệt, sao em cảm thấy buồn quá? Rồi đây, kẻ ở lại, nhìn mãi bóng người đi. Nhưng cũng phải cam đành theo số phận thôi cậu ạ. Cô là một cô đào hát, trôi nổi khắp muôn nơi. Cô sẽ đem lời ca tiếng hát cho người ta giải sầu. Trong khi đó, lòng cô lại chất chứa ẩn tình, dù cô không còn ở đây. Thì hình ảnh đáng yêu lòng con ấy còn đơn miên mài, nhớ tình ta đầy ngang trái tim, nhớ cô gái nghèo trong gánh hát đồng xuân. Xuân, sao không nói gì hết vậy? Cậu hai rất tử tế với anh hát của em, cho nên em cũng rất cảm phục và quý mến cậu. Vậy mà tôi cứ tưởng Xuân à, sáng mai cô rời bến đúng không? Tôi có chút tiền gửi tặng cô làm lộ phí, mong là cô nhận cho tôi vui nha. Cậu hai, em xin nhận tấm chân tình của cậu. Còn số bạc này cậu hãy cướp đi, em không dám nhận đâu. Xuân, cô từ chối tấm chân tình của tôi sao? Cậu hai ơi, xin cậu hai đừng khiến em phải khó xử. Xuân à, bỗng nhiên tôi muốn từ bỏ hết cuộc sống giàu sang này để theo cô rời đây mai đó gạo chợ nước sông. Không được, không được đâu mà cậu hai. Xuân, mai này yeah.
đâu chỉ yêu một Lưu Kim Ninh dưới ánh đèn mờ. Cảm ơn cậu vì đã có tình yêu, nhưng đời cũng đau hết đều, đâu thể trao tình trái cơ hoang phù vào sao. Địa vị quy quyền là hôn hầm chân nhân, ta không thể vượt qua để xây đổi. Đừng làm giống đục, hãy giữ kỷ niệm buồn cho năm tháng hồi xưa. Cầm bằng những nỗi dòng là gặp gỡ nhau là để cách xa. Thôi đừng lo đến thêm đau, mình có tâm sự mình có thương. Xuân đã chua xuống cho đau lòng kẻ ở người đi. Mai này mình cách chia đôi đường, lời thương duyên nhớ trao nhau cho lòng chân như dù cho trong bể vô thường, xa cách phương trời lấy con gái của quá quyền. Ba, bay đâu?
mai không chịu về, đốt cái gánh tầm xuân này cho tao. Dạ thưa ba, con về mà ba. Cậu hai ơi, cậu hãy nghe lời ông mà về đi, về mà vui về duyên mới. Sĩ đã hỗ trợ cho thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Trinh hoàn thành phần dự thi vừa rồi. Xin mời thí sinh Cao Thị Hồng Nhi trở lại sân khấu.